Coi như khi mình đang làm giờ làm cái gì là đeo 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 lắp thử được, phải hút dậy cho nó nhanh, phải không có làm được. Có làm mà còn bỏ vô thì khó, hút lên cái đó làm mới được. Để thôi chứ làm gì, mình đang này, mình làm cái cung cung đấy, bắn bắn vòng hay không? Này nó chú từ từ đầu tiên nó bảo là mình xem quẻ nha, bắt đầu rút quẻ kia xong đọc đọc rất hay ra quẻ ra này bán năm nay rồi cuối cùng là thầy không cuối cùng là thầy có vòng huyết long mang tài lộc may mắn chọn vòng xem bói cho mình một đoạn xong mình xem ra đúng không đồ có này thiệt đồng nghiệp đã xem bói đã rồi xong xong cái là bán cái vòng mấy trăm ngàn đúng rồi đó xem là năm nay là làm ăn tài lộc nhưng vẫn có chút thời chưa ngon lắm thầy có bán vòng công nghệ bây giờ hay việc làm như đúng rồi phong thủy lửa đang đây rồi quá chàng nó dài rồi mà nó hút luôn cái đít xuống mát luôn cái đít lửa luôn cái này còn nó đứng đắp để bây giờ mà ổ má nó quay vậy mày nó không tiền nó rồi giật le với gái à giật le với gái quay lại à đúng rồi mà nó cái nhà nó dồn ra nó cười nghe rồi nó ứng phẩm gì mà bắt đầu cái gì đó phải dừng dùng đây nó cứ chơi lên mà mỏng đấy. Ban đêm chạy nhìn đối diện đẹp lắm, cái chữ V nó bắt lết này nè. Nó chạy ngoài đường tối vừa về về chạy như chiếc xe nhìn đẹp lắm. Cái này thấy nhiều xe thấy nhiều người chạy nên thấy nhiều người chạy nó đi về em đấy mà gặp. Tại trên đường phải 5-7 chiếc á, cả dòng cao dòng thấp á. Thì nó thống kê là thằng VinFast từ tháng này tới giờ 17.000 chiếc á. Ba dòng á. Ba dòng. Đó lấy từ phải tài dần để coi thử nó rồi phải chạy thời gian ăn bây giờ mình phải nhiều thứ nhiều cũng được nhiều thứ phẩm thì vô quấn bụng mới nó thua mình sạch gạch mà luôn mình đền thua luôn thua là đầy nói về cái vai sẽ chửi kìa thua lầy á chửi sao đền mà thua lầy nữa đủ mới cái nghĩa điện về rồi thằng kia nó động vô cái xe cho ren đủ hai thằng đứng đợi nhau cái cười hai thằng cha hai cha con nó bố đá tiền đúng bố đá đó là giang hồ nó thật rồi nó cua qua cái chỗ nghĩa tư này cái chỗ cua về mình này ở trên nghĩa địa đi xuống rồi cua về lên núi nghĩa là nó cua cái xe nó quay gần hết đường rồi cha con ảnh hai cha con chạy con cầm chiếc xe chở cha chạy em xuống giọng đùng con này cửa